Tắt cam. Là. Quay lại. Tắt cái cam đi. Cuối cùng. Thì. Ai? Ê, biết mày là mày làm này với tao luôn á Lu. À thì đúng là tao làm với mày, nhưng mà tao làm với mày cái kia đâu phải làm với mày cái này đâu. Thì đúng rồi, hồi nãy là... Ô cha, lộn rồi ta. Hả? Tính ra là cái này là cái cổng mà nhờ. Ờ, thế này là cái cổng mà. Ủa mà Lu ơi, cho ta hỏi cái cổng này là cái cổng gì mà đi nó có ở dưới đây à? Cái cổng đây hả? Tao cũng không nhớ nữa. Thôi, nhưng mà nói chung là... Cái máy bán kem tự động, tự sản xuất ra kem tự đông đá này của chúng ta không cần đến điện. What? Chắc chắn sẽ bán được rất nhiều tiền luôn ạ. Tao với mày sắp giàu rồi Lu. Vậy tao mày sắp giàu rồi. Ê mà Lu ơi, tao làm gì với mày lâu lắm luôn rồi Lu, mà mày vẫn chưa cấp cho tao bất kỳ cái bằng sáng tạo hay IQ 2000 chứng chỉ tao là một con chó có học thức và học tốt nghiệp đại học hết mày. Ê Lu, tính ra là thường mình học đại học á là trường đại học phải cấp bằng cho mày, với giờ mày học đại học xong mày kêu tao cấp bằng cho mày là sao mày mất dạy? Thì mày là chủ của tao chứ, mà mày bắt tao đi làm cái này làm cái kia, mày có thấy con chó nào mà biết cầm đồ xong mày đi sửa giặt ốc vít cho mày có mình tao thôi không? Giờ mày cho tao làm không công rồi, ok tao cũng chấp nhận rồi đi, rồi mày không cấp cho tao cái bằng nào hết để sau này đi ra đường luôn có thể tự tin thoải mái giơ bằng lên. Hey, tao là con chó có bằng nè. Trời ơi, nhìn nó màu liền mày không cấp cho tao buồn giận. Trời ơi, mày đã là thú cưng, mày là bé rồi mày đòi hỏi nhiều quá luôn. Thôi không cho mày bằng đâu. Cái gì? Mày nói gì cơ? Mày không cho tao bằng. Mày không cho tao bằng. Kệ mày, với mày không cho tao bằng, tao nghĩ không làm phụ mày. Ờ, làm được sao? Bây giờ mày không cho bảo không? Không làm. Nghĩ, đừng cầm. Không làm cho vô nữa. Đi. Gì? Mày nói lại coi, mày định hù tao thôi luôn. Mày định hù, mày tính tao sợ hả? Mày tính tao sợ mày hả? Tao sợ thiệt á, thôi luôn. Thôi nói chung là cho mày bằng thì cũng được thôi, nhưng mà mày phải có bài kiểm tra chứ. Không biết bây giờ như vậy đi. Bây giờ nhá, là tao đã từng gọi là tiến lên được cái vị trí giáo sư tiến sĩ của làng Hego Team. Wow. Là nhờ đi join Hego đó. Bây giờ mà Lu có thể là join hết các thành viên của Hego ha, thì Go sẽ gọi là cấp cho Lu một cái bằng chứng chỉ gọi là IQ sáng tạo nhất làng Hego Team, một con chó có IQ 2000 vô cực. Ok không? Tại sao dễ quá mày? Thôi tưởng gì chứ này, dễ làm được. Giờ chỉ cần join Hello Team thôi đúng không? Ok luôn. Ngày mai là có liền video cho Go luôn nha. Ờ, luôn mày cháy ta. Ok, để coi mai Lu đưa cái video như nào cho Go nha. Ok. Hẹn Lu là chiều mai 5 giờ tại nhà Sigo nhận bài test kiểm tra ha. Rồi, giờ thôi đâu chơi, tao lên ngủ, em buồn ngủ á. Bye bye Lu, bye bye. Wow. Hey, bây giờ phải đi chôn ai đầu tiên đây ta? Nói là dễ nhưng cũng không dễ lắm nha. Thôi đi ra đi vòng vòng làng đi, thấy được nhà người nào chôn người đó ha. Hợp lý á. Let's go. Một phút quảng cáo. Và chào mừng tất cả các anh em cô dì chú bác dòng họ đầu ngoại hai mình đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng duy nhất của Hero Team. Ở đây có rất nhiều mặt hàng đồ chơi Minecraft, Minecraft, Roblox và nhiều đồ cute khác. Dịch vụ giao hàng tận nhà toàn quốc với những sản phẩm chất lượng cao bao gồm cả tôi. À nhầm, tôi là dân bày cắm sờ. Thế thì các bạn còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để trở thành vị vua của shop đồ chơi được các bạn ơi. Ôi non. Hôm nay trời xanh quá. Lô muốn hôn vào má. Hôm nay trời xanh quá trời quá đất. Nên là Lu phải chôn cả mui mới được. Hôm nay là một ngày thích hợp để chôn cả mui đây nè. Mình phải chứng minh cho Go thấy là mình là một người tài năng thiên bẩm thông minh IQ vô cực 2000 một tỷ vô cực của thế giới này. Mình sẽ là người có thể nắm giữ lấy những cái phát minh khoa học của Go. Đi thôi. Gì vậy? Ủa, ai bấm chuông? Bấm một lần thôi, bấm lần thôi má ơi. Ai vậy? Ai vậy? Ai? Trời ơi. Ủa sao ma bấm hay sao người hay vậy? Chụp hàm. Lạ thật sự. À. Tức quá mà mình đứng ở đây mà lại không thấy mình. Cay cái gì? Lại. Trời ơi, lại đứa nào nữa vậy? Tôi thề với mọi người. Ủa? Ai không? Ai? Ai thích lắm không? Thích bấm phải nha, cho không? Thích bấm phải nha. Hình như con tiếng ạ. Trời ơi, đâu ra vậy? Trời ơi.
ơi, quyết con lợn sao trời. Có đâu Lu à, có bao giờ bơi em bao giờ đâu, em nhìn em đây thì em cãi chị chào Lu à đấy. Thôi em thôi, em lại bảo chị bơi em đi đấy. Trời ơi, chết rồi, chết rồi, gặp phải con Lu như thế này là toang tôi rồi. Nghe nói là con Lu này nó hư quá trời quá đất luôn, mình mà không chiều nó là kiểu gì nó cũng phải cho mình đi ra bã luôn đó trời. Được rồi, toang rồi. Anh rồi Lu là em qua đây có việc gì em nhỉ? Có việc gì mới được qua hả? Không, ai thân Lu thì chị luôn luôn chào đó đấy, mà không đây chị có này có trà này đấy, trà này, kem này, rồi cả bánh này, rồi bánh pizza luôn. Trời ơi, chị biết là Lu thích ăn mà đúng không? Ăn đi em, ăn đi. À, cái bà này bà khinh thường tôi đúng không? Bà chê tôi nghèo ở nhà không có tiền mua mấy cái món này để ăn đúng không? Được rồi, tôi vẫn sẽ ăn. Ấy trời, chị biết mà, chị biết Lu thích ăn mà, trời ăn đi. Đúng rồi. Ơi bà đừng tưởng là tôi sẽ hai cho bà, bởi vì sao? Bởi vì cái đồ lớn tuổi hơn người ta mà lùn. Đứa lùn không đến chân người ta được, trên người ta lùn. Nhưng mà cái giọng thứ vô văn hóa, giọng thứ vô văn hóa, cho ăn rồi cho uống rồi thế mà vẫn còn đi đẻ đánh người ta, đi chơi người ta hả? Thích đánh không? Muốn đánh nhau hả? Muốn đánh nhau? Con ngon thì dí đi, cái đồ chứ gắn gì luôn. Còn ở đây vậy? Này ai cho anh mà? Tôi cũng bị té cho mà. Ủa cũng bị té hả? Ờ đúng rồi. Ủa thế ai làm tôi té? Ai biết đâu? Ủa ai làm ai đặt cái bẫy đó? Ai kỳ cục ghê thì đặt cái bẫy đó nha. Ai cũng ghê quá nhưng mà tôi chà cho mua ý. Cầm mua vẫn nhớ là Lu làm cá mua té. Lu ở trong nhà Siro đúng không? Không có Lu đâu ơi. Lu. Trời ơi, cảnh gì nhờ? Trời ơi, nhóc này nó trốn đâu nhanh dữ vậy trời. Thế mời Lu có nhà không? Mưa ơi, Lu có nhà không Lu? Không có hả? Nghe là tôi Cá ơi, Lu có trong đây không? Hà Mã ơi, Lu có trong đây không Hà Mã? Không có đâu, Lu không có trong đây, Lu đi đâu rồi? Ủa, không có hả? Trời ơi, Lu còn Lu hả đâu trời? Trời ơi, bà đi, quên nó lộn, bà đi mất tiêu rồi. Vậy là mình đã có một video troll đầu tiên. Nhưng không được, một video troll, nhà Ngô chắc chắn sẽ không tin mình. Hình như này nhà cây con đúng không ta? Có đối tượng tiếp theo rồi. Cuối cùng cũng vậy rồi. Sáng sớm, ui, hôm nay trời đẹp chứ ta. Trời đất ơi, trời đẹp như thế này là phải đi ra ngoài làm tô phở mới được. Đi xuống coi. Em ơi, lâu đài tình ai đó chắc vậy. Sao cái nhà tôi bàn ghế lộn xộn lắm vậy? Sao kỳ vậy? Mình nhớ có ngày hôm qua mình đã dọn dẹp hết hết trơn rồi mà sao tự nhiên giờ bàn ghế nó lượn tùm lum vậy? Tự xếp lại bàn coi. Trời đất ơi, thiệt tình luôn á. Đúng rồi, sút. Ôi giời, tiếc rồi. Tôi nào đây? Wow. Này, nào. Ôi, cây. Yes. Wow, đầu tiên mình làm hay quá. Chào ơi, bốn cây. Cái, đây là cái thằng nào mình tự nhiên nó mặc đồ màu xanh xanh mà vô nhà mình vậy? Ủa, ê kìa, ê đây con Lu. Ê, chà
Chết tôi rồi da, trời ơi con lu này nó quậy dữ lắm luôn ấy mấy má ơi. Mà giờ lỡ đâm nó một cái rồi giờ phải nói gì cho ngầu giờ trời. Ây cha, nó mà quậy mình một cái là coi như là mình tan nát luôn á. Ây cha. Oh, what's up bro, hey yo Blue, trời hôm nay qua nhà anh chơi em. Anh cho con chơi kỳ quá, chơi gì vậy chú, bắt vô đầu em ơi. À trời, đâu, không không, cái đó không phải gọi là bát vô đầu, cái đó người ta gọi là một cách gọi là giao tiếp, một cách chào nhau rất là thân thiện, không hiểu không, cái đó là trong giới gapper. Giới gapper á, em biết giới gapper không, người ta gọi là kiểu như là cách chào rất là thân thiện của mấy anh gapper á, vô vô đấy không, chứ không phải là anh đánh em nha. Anh cao hơn em không? Thương, trời anh thương em, anh rất thương em luôn em ơi. Em ra đi vô nhà, anh em đi ngồi tivi vậy. What? Nó vô nhà tôi mà giờ kêu tôi dọn nhà. Nhưng mà thôi sao giờ nó quậy quá các bạn ơi. Thôi em cứ ngồi đây coi tivi nhá, thoải mái, cứ tự nhiên như ở nhà đi nha, yên tâm, tự nhiên như ở nhà. Giờ dọn nhà cũng thiệt tình luôn, trời ơi là trời, nghĩ sao giờ vô nhà mình trời, tức thiệt chứ vô nhà coi tivi. Ủa gì vậy? Ủa khoan, ủa tại sao cái cửa nhà vệ sinh của mình lại mở như thế này vậy ta? Mà khoan đã, nhà vệ sinh của mình có căn hầm bí mật. Ôi quay, ai ngồi yên trên đây nha lâu rồi, ôi ngồi yên trên đây, ôi xuống coi thử mới được. Ôi ai chu cha chạy bậy rồi nha, trời ơi cái dưới đây của tôi là nguyên một cái căn hầm nó rất là nó ôi kiếm cương của mình đó trơn rồi. À 1 2 3 4, còn 4 cột nè. Ôi nhưng mà đâu có đây đâu trơn rồi, kim cương với bạn mình đây nhiều lắm luôn mà. Ủa sao giờ hết trơn luôn rồi. Trời đất ơi, chắc chắn là con lưu rồi. Chạy lên mới được. Trời đất ơi, con lưu này dám kim cương của mình. Chù cha chết tôi rồi mấy bạn ơi. Lưu ơi, lâu nè anh trai. Kim cương vàng bạc của anh đâu hết trơn rồi. Kim cương vàng bạc của anh hả? Em lấy hết rồi. Chú cha, chú chơi vậy là chết anh nữa em ơi. Anh kim cương đi em. Ủa mà cái kim cương nó có gì quan trọng lắm hả anh trai? Kim cương đó là kiểu giống như là đồ mà gia đình anh để lại cho anh á, nên là anh rất là quý trọng nó, nên là em có thể nào mà trả lại cho anh số kim cương đó được không? Anh sẽ đưa cho em rất là nhiều bánh nè, đưa cho em rất là nhiều kẹo luôn nè. Tính ra kim cương nó quan trọng quá ha. Sao em tự nhiên chài em bán hết rồi. What? Chú cha, anh bạn à, anh bạn chơi vậy là chết tôi rồi anh bạn ơi. Rồi giờ bán cho ai? Bán cho ai nói cho tôi nghe coi. Em bán cho hình như ra ô tô á, nhưng mà hình như là họ lấy họ làm nguyên liệu, họ làm xe hết rồi. Ây chù cha mà ơi. Thiệt không? Đù. Cái này là gì không? Anh trai ơi, để em nói gì? Anh trai nghe này. Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Có đồ chơi đẹp phải nhường cho em. Anh có đồ chơi đẹp anh không nhường cho em. Giờ anh còn rút cái chiếc anh định hù em nữa. Anh định hù ai? Đánh cái nè. Đứng lại tao ơi. Mày đứng lại cho tao ơi. Mày lấy cái gương đó. Đứng lại mất dài. Đứng lại ơi. Trời đất ơi, đứng lại cho mấy chai má ơi. Đứng lại ơi. Đứng lại cho tao ơi. Mày đứng lại. Đứng lại. Chạy quá luôn mà. Ủa đâu rồi? Ủa gì vậy? Ủa cái chỗ này, ủa sao đây nhiều cửa vậy? Ủa gì vậy? Ây à, này được rồi. Ủa đâu rồi? Trời đất ơi, có con lưu này. Vậy là mình đã có được 2 video trên rồi. Lần này chắc chắn Go sẽ phải đưa những cái phát minh của nó cho mình mà thôi. Khoan, 2 cái nó có ích của ông ta. Có cây gòn rồi, vậy là mình phải còn Simi. Được rồi, let's go. Ok, cuối cùng nấu xong cái bánh rồi nè. Trời ơi, nhìn ngon chết đi được. Ok, la la la, thế là xong rồi. Ok, itadakimasu. Thiệt tình á. What the? Bé Mơ. What the? Lu, có phải em gọi là bắt bé Mơ lên đây đúng không? Hả? Ôi, hồi sáng em chạy qua đây nè, tự nhiên em thấy ai kêu bé Mưa lên rồi. Em đang định đưa nó xuống này nhưng mà em lùng em đâm tới rồi. Thì ra em là giúp bé Mưa hả? Đúng rồi chị, em đào đỡ lại bé Mưa chị. Trời ơi, thương bé Lu quá à, Lu cũng quan tâm cho Mưa nữa. Phải không sao, Lu đưa về để chị. Rồi, ok, bây giờ chị sẽ nhảy lên chập nha, Lu, ok. Chị nhảy lên chập đi, để em đứng em đỡ nha, nhảy lên chị. Ôi, ok.
Ui, ui, đợi xíu nha. Ok, ok. Đợi xíu. Bye bye, chị. What the? Ui dạ. No. Vậy là bao nhiêu người rồi nha? 3 video rồi. Chắc chắn là lần này Go không chạy hết được đâu. Go chắc chắn sẽ đưa những cái bằng kế hoạch, bằng thí nghiệm cho mình. Go ơi, đây là thành công rồi Go ơi. Go. Trời đất ơi, sao giận luôn, phá quá trời của đất luôn. Mệt. Trời, siêu cũng bị phá luôn hả? Em cũng bị phá hả? Chị cũng bị phá này. Sao thơm như nó gọi cái chữ gõ chuông anh tội tội. Chị ra mà có thai đâu, nó tính đầu tiên nhận nó là lừa chị rồi. Sau đó nhá, nó còn cái gì chị cho nó đồ ăn rồi, nó còn phá chị nữa làm chị đuổi theo nó quá trời. Đuổi theo thì sao? Đuổi theo thì lên gaming house xong bùng phát bị nó lừa thế là lại rơi xuống. Trời đất ơi, vậy thì chị đã biết. Vậy thì chị đã bằng em đâu. Lu nè, sáng sớm đang ngủ dậy hét lâu đài tình ái luôn xuống dưới thấy nó gọi là ngồi coi tivi đá banh ở phòng em luôn. Ủa thì sao? Trời đất ơi, còn nhưng mà cái vấn đề đó không dừng lại ở đó, gì hiểu không? Nó xuống luôn phòng thí nghiệm của em rồi lấy hết đống kim cương của em rồi đem bán dây chai rồi. Thế thì nó xứng đáng bị oánh đâu đó. Ôi đất ơi, tức thiệt sự luôn á. Ồ khoan, ông có dẻo kim cương hả? Đâu rồi ạ? Đâu nhầm à, coi như là ca chưa kể với sau đi, nói chung là đi vô nhà ca quậy. Còn tôi nè, trời sáng sớm đi ra ngoài lu treo mưa lên cái cột cái kìa, thấy không? Trời ơi, quỷ tật ơi, cứt tức ghê á trời. Xong á còn chôn em rớt xuống lai da nữa. Trời ơi, tức quá à. Ủa, em tính đó tức là chị em mình đều bị lu chôn á hả? Đúng rồi. Trời ơi, tính ra lu này láo lắm nha. Cái này đúng là kiểu mà chỗ này nhiều máu này. What? Bây giờ mình phải dạy dỗ nó làm sao, chứ còn để như nó như này á, sau này nó còn chôn mình nữa. Đây là mới là nhẹ nha, sau còn nữa mình thì chắc bạn chết quá. Mình phải dạy nó cách làm người thôi chị ơi. Nó là chó. À quên, mình phải dạy nó làm một con chó thật thụ. À đúng, chính xác. Trời ơi, con này láo lắm rồi, đây nhiều máu lắm rồi thế này. Bây giờ là đi che mình đi. Đi quay đi rồi. Hỏi tội. Đây. Đây. Hay à, thiệt là bực mình quá đi mà. Thằng Go nó đi đâu mất tiêu rồi. Rõ ràng ngày hôm nay nó hẹn mình là phải vô nhà nó để đưa bằng chứng là mình đã chôn được cái hành vi quay Go Team. Để nó đưa gọi là cái bằng thông minh IQ hay nhẹ như vậy. Nó nỡ hôm nào đi mất tiêu bỏ tôi đây rồi. Mùi thơm quá ta. Ui, nhiều hot dog quá. Ui, hot dog. Hey, hot dog, hot dog. Ui, trời ơi, ai đâu mà phí của dữ trời. Mua nó đóng vậy xong để luôn trời. Không ăn quăng cái chó hay không? Không ăn quăng cái tôi ăn đi chứ. À mà mình có mặc bọn chó mà, ok. Nói chung là không ăn quăng cái tôi ăn đi. Trời ơi, để đi phí trời. À, ngon quá. Nhom. Bi ra. Mà khoan, Cái này quen lắm nha. Chắc chắn là cái thành viên của Hero Team định troll lại mình nè. Nhưng mà không có cửa đâu, tao thông minh lắm, tao biết rồi. Chậm như mấy cái nút này là rớt xuống chứ vậy. Trời, chỉ cần nhảy qua thôi. Hi. Quá chừng nó nhảy vô kìa, chuẩn bị nhảy kìa. Đây. Bây giờ mọi người, bây giờ tôi chúng ta sẽ cùng nhau chờ nó gọi là nhảy vô xong vô trong đó, chúng ta sẽ đếm 1-3, chạy vô ốp sọc nó luôn. Ok. Chạy bốn hướng luôn nha. Đúng rồi. Nhảy chưa? Nó sắp nhảy rồi. Hi. Dễ vậy mà dễ là ăn ngon. Sao mọi người chôn em hả? Trời ơi, đói mà không biết ngựa mồm luôn kìa mọi người. Tức ghê trời. Em chôn thế mọi người. Thế lúc em chôn người ta, em có nghĩ là sao em chôn người ta không hả luôn? Em chôn mọi người là tại vì á, em chôn em muốn lấy được bằng sáng tạo IQ 2000 của Go với bộ. Em có gì lấy bằng sáng tạo kiểu đấy hết á. Muốn lấy bằng sáng tạo hả? Trời đất ơi, làm gì có mấy cái bằng sáng tạo tào lao đó. Với lại cho dù á là mình có muốn lấy bằng sáng tạo đi chăng nữa thì cái việc làm này không hoàn toàn đúng, hiểu không? À lộn, sai hoàn toàn chứ không phải sai hoàn toàn. Nói chung là sai hoàn toàn, hiểu không? Em biết lỗi rồi. Vậy à, khi mà cho mọi người nhà, mọi người là khó chịu, mọi người là tức giận đúng không? Đúng rồi, tức giận đúng không? Trời ơi, khó chịu đúng không Lu? Đúng rồi. Em biết lỗi rồi mọi người, em xin lỗi mọi người. Đây.
Mọi người, cái gì á nó cũng phải gọi là công bằng đúng không? Nãy lấy kim cương của em rồi, giờ để em chơi đó. Lava nè. Để anh dạy cho em một bài học nè. Sống ở trên đời, đừng bao giờ đi cho người khác. Hiểu chưa? Dạ, em biết rồi. Em trả mà. Nhưng mà anh trai ơi, anh mới cho em lên. Chứ lại em mới lấy kim cương trả anh được chứ. Tin nó được mọi người. Biết sao không cài? Gì vậy? Tin chứ. Tin thế nào được? Để fan ở cho nó ở đây nửa ngày, xong rồi nửa ngày sau quay lại. Đúng rồi chị em. Ở đây nửa ngày luôn đi. Thích bán của em luôn à. Cũng phải trả giá bằng hình phạt, em hiểu chưa? Phải trả giá, hiểu chưa? À, đi đi đâu mọi người, chạy đi đâu mọi người. Mọi người đi trước đây. Ê, lùi, 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 lùi. Dạ. Lùi. Lùi, 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 lùi. Này là thất tận luôn. Ủa nó nhảy, ủa nó sắp nhảy rồi, nó sắp nhảy rồi, sắp nhảy rồi. Ôi, ôi, nó nhảy.